Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm 8 bị cáo cùng trú tỉnh Quảng Nam gồm Nguyễn Thị Thủy, Bùi Hồ Dư Hiếu, Bùi Đức Thái, Đỗ Tân Kiều, Đoàn Văn Dương, Nguyễn Thái Linh, Đinh Văn Vĩ, Trương Nhất Đông có mức án từ 4 đến 7 năm 6 tháng tù cùng với hành vi giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 15 tháng 12 năm 2019, chỉ vì nghe chồng mình là anh Võ Hoàng Anh gọi điện thoại kể về việc bị bạn cùng lán trại là anh Bùi Công Lương trú tỉnh Quảng Nam đánh, bị cáo Thủy đã tập trung một nhóm thanh thiếu niên trú tại tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng để trả thù cho chồng. Nhóm này đã phân công nhau chuẩn bị hung khí, bom xăng xông vào khu lán trại nơi anh Lương và chồng Thủy đang ở để đập phá đồ đạc và tìm đánh anh Lương. Bị cáo Hiếu dùng mã tấu chém vào đầu và mặt của anh Lương khiến anh này ngã xuống, thương tích 11%, được bạn cùng lán trại chống trả giúp đỡ và đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Lương không nguy hiểm đến tính mạng. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Thủy tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi côn đồ của mình và nhóm thanh niên nói trên để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với anh Lương.